Xin chào tất cả các bạn. Nay thì mình lại về thêm được cái van sản trực tiếp full inox các bạn nhé. Đó, bây giờ nó làm hộp rất nhìn trông rất là gọi là lịch sự. Đấy, thì mình có mở một cái ra mình xem đây rồi. Thì nó đơn giản thôi, nó chả có phụ kiện gì thêm cả, chỉ có răng xin rồi form nhựa thôi. Đó, đây. Cho các bạn xem nhé. Cái đi két này. Đó. Đồng hồ cũng rất là sắc nét, ok. Cái con full inox này này thì nói chung là nếu mà chúng ta chơi ấy, thì thứ nhất là nhìn nó sang đấy, nó bền chắc được chưa các bạn, nó không có tình trạng gọi là về lâu ngày ấy, nó như kiểu là nó oxy hóa hay là han gì hay là cái gì cả đó, thì mức độ hoàn thiện được chưa, mức độ hoàn thiện từ các góc cạnh này. Đấy, các chỗ bo tròn này, rồi bao via này, rồi tất cả các thứ thì mình đánh giá rất là cao. Đó, mình đánh giá rất là cao. Trông rất là ok các bạn nhé. Đấy, đầy đủ phụ kiện đi theo thì nó có thế thôi. Đấy, cho các bạn xem. Đó, thì các bạn nào mà muốn dùng cái khuyên này, đấy, khuyên zin của nó, thì nó sẽ hơi khó, được chưa? Còn bác nào nếu mà muốn nó ngon nghẻ, nó ok hơn thì các bác dùng thêm một bộ khuyên cà lê này. Đó, đây là bằng inox cực kỳ bền các bác nhé. Đấy, và chuẩn xác, kích cỡ cực kỳ chuẩn xác luôn. Đó, kích cỡ là 25.95, nó rất là khít chứ không có chuyện dơ lắc như cái loại này đâu. Đấy, mấy cái loại này thì lắc khủng khiếp luôn, thế nhưng mà loại này thì khít luôn. Đó, đây cho các bạn xem mức độ hoàn thiện cực kỳ đẹp nhé. Thì bác nào cần thì các bác liên hệ với mình. Đó, rồi, số điện thoại là 0835 908 098. Rồi, chào các bác.